Hùng sẽ bị ở nhà. Không ở nhà. Hùng thì bị ở nhà. Xin chào tất cả các chị ạ. Hello tất cả mọi người. Xin chào chị bé Huế, xin chào chị Út Non nha. Xin chào những ai đang xem livestream của em ạ. Mọi người lên đi nào, mọi người vào đi nào. Xin chào Hà Văn Trung, chào Trúc Cảnh ạ. Xin chào tất cả các tình yêu nhá. Xin chào chị Đinh Lê, xin chào chị Hiền Nguyễn Thị, chào tất cả mọi người. Nào các chị vào đi nào, các chị vào chia sẻ livestream cho em nhá. Mọi người lên đi ạ. Các chị lên đi nào, vào chia sẻ livestream mạnh lên cho em nhé các chị nha. Chia sẻ livestream mạnh lên cho em. Chào chị Lina Na này. Những ai đang xem livestream comment cho em biết nào các chị nào. Chiều nay sẽ có rất là nhiều mẫu em sale nhá. 5X, 6X siêu rẻ luôn. 4X, 5X, 6X nhá các chị nhá. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em. Các chị vào đi nào, mọi người xem có rõ không nào. Mọi người xem rõ thì comment cho em biết nào các chị nào. Mọi người xem rõ comment cho em biết nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên cho em đi. Mấy anh ơi, mấy anh đi lấy cho chị uống nước đi. Các chị vào đi nào, mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nhá. Những ai đang xem livestream comment cho em biết nè. Những ai đang xem livestream comment cho em biết nhá. Chào chị Mỹ Hạnh nha, chào chị Thu Hà, chào chị Ngọc Anh ạ. Những ai đang xem livestream comment cho em biết nha các tình yêu nha. Mọi người vào chia sẻ mạnh lên cho em nào. Chào em yêu. Em xin chào chị Thuận ạ. Váy chị nhận là được rồi, mặc đẹp tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị Hiên nha, cảm ơn tình yêu nha, rất là ủng hộ em rất là nhiều ạ. Chào chị Hà Đặng Thị Hạnh nhá, chào chị Huyền Lê, chào chị Huyền GB. Nào mọi người vào đi nào, mọi người chia sẻ nhiệt tình nha cho em nhá. Bạn tránh cho mình xem váy vàng đây, váy vàng sau lưng đây chị Lương Hồng Mến đây nhá. Váy vàng đây nhá, đủ size à, đủ nhà em có đủ màu luôn, đủ size đủ màu luôn. Chào chị Vũ Thu Huệ nè. Mọi người lên đi nào, mọi người lên để em bán hàng nào, mọi người vào đông đi nào. Mọi người vào đông để em bán hàng nhá mọi người nhá. Hôm nay sẽ sale rất là rẻ luôn. Chiều nay em sẽ sale rất là rẻ luôn này. Lấy chi cho chị thôi. Chiều nay em sẽ sale siêu sốc luôn nhá. Mọi người lên đi nào, mọi người lên chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Các chị có muốn mua đồ chip thì chị nữa em bán cả đồ chip luôn nhá. Em xin chào chị Lương Hà, chào chị Trúc Sinh ạ, chào chị Huyền Lê nha. Mọi người xem. Mọi người xem rõ không ạ? Mọi người xem rõ thì comment cho em biết nhá. Nhanh nhanh. Còn. Rồi ok, thank you. Nhà em có cả đồ chip nhá. Nếu mà các chị muốn mua thì tí nữa em sẽ bán nha. Bán siêu rẻ siêu đẹp luôn, kèm đơn cho các chị nhá. Kèm đơn cho các chị luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Các chị có muốn mua váy không nào? Em sẽ like mã váy đầu tiên này nhá. Mã váy cánh tiên đầu em sẽ like đầu tiên này các chị này. Mã váy cánh tiên siêu hot luôn. Mã này có hai size nhá. À mã này có size M nhá chị nha. Mã này có size M này như em đang mặc này. Váy maxi vàng đằng sau chị mặc có dài quá không nhỉ? Đây maxi vàng đằng sau đây chị này quá đẹp luôn. Không dài quá đâu chị ơi, maxi thì mình phải mặc dài mới đẹp. Đấy, nếu mà chị sợ dài thì mình cắt ngắn đi một chút cũng được ấy. Nếu mà về dài chị mặc dài chị có thể cắt đến tầm này cũng được này. Đấy, và maxi mình phải mặc dài một tí mới đẹp đây. Quá xinh luôn nhá, váy này nhá. 200 em đang sale còn 140 này, chất lụa đẹp này. Đấy, chất lụa đẹp cực kỳ luôn. Không dài quá đâu chị ạ, nếu mà dài thì mình có thể cắt đi được mà, không sao hết.
Đây quá đẹp luôn nhá, nếu mà lấy thì comment cho em biết. Còn duy nhất một chiếc thôi, sale 140 nhá. Em còn một chiếc thôi này, chị nào lấy comment cho em này. Mã này các chị 56, 57 cân quay đầu vẫn vừa nhá. Từ 45 cân đến 56, 57 cân quay đầu vẫn vừa. Mọi người chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nè. Chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Nha, rất là nhiều mã váy đẹp luôn. Nhiều mã váy xinh cực kỳ luôn nhá. Đây em bán cái mã maxi đầu tiên, cánh tiên như em đang mặc này các chị yêu này. Mã cánh tiên như em đang mặc nhá, quá xinh luôn đúng không? Mã này có hai màu này các tình yêu này. Mã này có hai màu là màu như em đang mặc và màu màu đây, màu này rất là đẹp luôn này, màu nâu đất, màu nâu tây tây ấy. Màu này nhìn rất là tây luôn này, mặc lên tôn da nhá. Mã này các chị tầm khoảng từ 49 cân trở lên đến khoảng 55 56 cân nhá. 49 cân trở lên đến khoảng 55 56 cân này rất là đẹp luôn này. Mã cánh tiên này rất là đẹp nhá mọi người nhá. Đây như em đang mặc đây. Đấy, có cơ bản là hai màu, màu vàng và màu nâu, nâu tây đây. Màu vàng và màu nâu tây này nhá nhá. 200k nhá, mã này là 200k này. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn nhá. Ai lấy thì comment cho em nhá. Chị nào lấy váy như em đang mặc thì comment cho em này. Đấy. Siêu đẹp, siêu rẻ luôn, rất là mềm mại luôn. Hàng này là hàng thiết kế nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng thiết kế này. Cực kỳ là đẹp luôn. Chị nào lấy thì lên cho em cái mã này, chất von lụa nhá. Chất von lụa mềm đẹp luôn ạ. Chị nào lấy lên cho em cái mã này để em chuyển qua mã khác nào. Maxi vàng như em đang mặc là 200k. Còn cái maxi này này các chị này. Maxi này chỉ có 140 thôi nhá mọi người nhá. Maxi này chỉ có 140 đẹp luôn. Em thử maxi này cho các chị xem này. Em thử cái maxi này cho mọi người xem nhá. Chỉ có 140 thôi, đẹp cực kỳ luôn. Đây, maxi vàng đấy các chị này. Lên form rất là chuẩn đẹp luôn, quá xinh luôn nhá. Maxi vàng này là 140 nhá. Ai lấy thì comment maxi vàng 140k kèm số điện thoại cho em này. Đấy. Mà không bệt vai cũng được nhá mọi người nhá. Cái này các chị không thích bệt vai mặc không bệt vai cũng được. Mã này các chị tầm khoảng 55 56 cân quay đầu là đổ lại là mặc được. Từ 45 đến 55 56 cân quay đầu nhá. Ai lấy thì comment maxi vàng kèm số điện thoại cho em này. Maxi vàng kèm số điện thoại nhá mọi người nhá. 140k thôi. Hôm nào lấy cho cô quần sóc bò có thêu hoa ở đùi nhé. Quần sóc bò thêu hoa ở đùi em vẫn còn nhá. Bao nhiêu ký mặc vừa? Từ 45 kg nhá các chị nhá. Mã này từ 45 kg đến khoảng 55-56 kg quay đầu mặc vừa này. Quá xinh luôn nhá. Đang xem 140 luôn. Các chị mua khác chỗ khác. Cái vàng em vừa mặc đây. Cái vàng em vừa mặc cánh tiên siêu đẹp đây. Mã này là hàng thiết kế này. Có khóa sườn nhá mọi người nhá. Mã này có khóa sườn này. Có khóa sườn luôn. Mã này các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu. Từ 49 đến khoảng 55 cân quay đầu là mặc đẹp nhá. Maxi hoa này là 200k này. Hôm nay các chị mua trên live em ưu tiên nhá. Em ưu tiên em bán giá 190 cho các chị nhá. Maxi hoa cánh tiên này em sẽ bán 190 cho các chị ưu tiên. Các chị chốt trên live ngày hôm nay. Còn maxi như em đang mặc là 140 này. 140 ưu tiên cho các chị chốt trên live nhá. Ai lấy thì nhanh tay comment này. Mỗi mẫu em chỉ còn một vài chiếc thôi. Mọi người chia sẻ thật nhiều cho em đi. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Cái maxi vàng rất là đẹp luôn em. Bao đẹp luôn đấy các chị ạ. Hàng thiết kế mà. Chất cát hàn nhá. Đây chất cát hàn rất là đẹp này. Chị nào lấy thì chốt cho em cái mã hoa này nhá. Mã maxi cánh tiên này nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn này các chị này. Rất là đẹp luôn nhá. Có khóa sườn này. Chị nào lấy thì chốt cho em nhá. Siêu hot luôn. Đấy, quá xinh luôn. Chị nào chốt mã maxi như em đang mặc không nào để em qua mẫu nào. 140 này, mọi người chia sẻ thật nhiều lên cho em nào. Chia sẻ lên 50 view để bán áo với giá 19k nhá chị nhá. Chia sẻ lên 50 view cho em đi nào. Có chị nào chốt váy maxi này không để em qua mẫu nào. Qua mẫu nhá các chị nhá, qua mẫu luôn. Cho mọi người xem. Đây, váy maxi cánh tiên còn cả màu này nhá. Màu này mặc lên đảm bảo tôn da sang cực kỳ luôn. Màu này mặc lên sang sang cực kỳ luôn này các chị này. Đấy. Sang cực kỳ luôn nhá. Chị nào lấy đi chốt cho em nha.
đổi qua một số mã áo phông quần sóc nhá mọi người nhá. Em đổi qua một số mã áo phông quần sóc này. Vừa về nhiều quần sóc mới, hàng đẹp cực kỳ luôn. Đây, chuyển qua cái mã quần váy này này các chị này. Chuyển qua cái mã quần váy nhá. Quần váy booty siêu đẹp luôn. Quần này bao các chị mặc sướng luôn. Mặc như không mặc, rất là mềm. Đấy, mặc rất là mềm luôn. Đấy, như này các chị này. Lên form rất là chuẩn. Quần này ở shop các chị mua tầm khoảng trên 200k luôn đấy ạ. Quần này ở shop các chị mua tầm khoảng trên 200k đấy nhá, Gucci nhá. Gucci đây, quần váy như em đang mặc đây rất là đẹp. Đủ size SML ạ. Quần này đủ size SML này các chị này. Ở các shop khác các chị mua trên 200, nhưng mà hôm nay nhá, ưu tiên cho các chị trên live chia sẻ ạ. Ưu tiên cho các chị trên live chia sẻ này. Em sale xuống còn là 140k mã quần váy như em đang mặc nhá mọi người nhá. 140k mã quần váy như em đang mặc này. Chất bò thì là chất bò mềm nhá. Chất bò Hàn mọi người này. Gucci này là theo luôn. Các chị có thể nhìn thấy nhá, Gucci theo này. Bò Hàn rất là đẹp luôn. Đấy. Bò Hàn siêu mềm siêu đẹp luôn nhá các chị nhá. Bò giãn dễ chịu này. Đấy, chị nào chốt mã này thì nhanh tay comment cho em đủ size SML. Size S dành cho các chị từ 46 47 cân quay đầu. Size M dành cho các chị 50 51 cân quay đầu và size L dành cho các chị 55 56 cân quay đầu, thoải mái vừa nhá mã này nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment quần này cho em này. Siêu đẹp luôn ạ. Không đẹp không lấy tiền, em đảm bảo luôn với các chị nhá. Không đẹp không lấy tiền, đây là cái mã mới hot nhất luôn đấy ạ. Mã mới hot nhất, em có hai màu là màu sáng em đang mặc và màu tối này nhá. Hai màu, một màu sáng và một màu tối, chị nào lấy thì nhanh tay comment màu kèm số điện thoại, kèm size, kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ok, chốt cho chị Hường Nguyễn áo vàng em đang mặc đây, còn một chiếc này. Sale nốt 70k cho chị nhá. Hình như chị Hường lần trước lấy rồi đúng không? Áo này quá đẹp luôn, hàng da da đẹp này. Đấy. Có chị nào chốt quần như em đang mặc nhanh tay comment này. Nhanh tay comment nha các chị nhá. Quần bao đẹp luôn ạ. Hàng bò Hàn bao đẹp luôn này. Chất co giãn mềm dễ chịu nhá. 140 một quần thôi các chị, nhanh tay comment nhá. Áo lửng đằng sau bao nhiêu? Áo lửng đằng sau. Cái hàng phông trên, cái hàng phông rộng này là 50k nhá. Hàng phông rộng này hôm nay em sẽ sale là 50k, còn áo đá là 65k. Sale rất là rẻ luôn. Nào có chị nào chốt mã quần này không nào? Chị nào chốt mã quần này thì nhanh tay comment cho em size kèm số điện thoại. Nguyễn này mình gửi cho chị chưa nhỉ? Chưa. Áo chấm bi với lại quần váy bỏ á. Còn không? Áo chấm bi hết rồi. Nào quần váy thì còn. Chị nào lấy quần này nhanh tay comment cho em này, quá đẹp luôn này. Quá đẹp luôn nha các chị nhá. Em ở Tuyên Quang nhé các tình yêu nhé, em ở Tuyên Quang ạ. Đây chốt áo này cho chị Hường. Tại vì là hôm chị cho sai số điện thoại đâu gọi rồi. Em ở Tuyên Quang nha, ai lấy quần thì comment cho em nhá. Ai lấy quần thì comment cho em này. Đây, chuyển qua một mã áo phông này các tình yêu này. Chuyển qua một mã áo phông rất là đẹp luôn nhá. Hàng zip đẹp này. Hàng zip đẹp luôn đây nhá. Em có hai màu là màu nâu với màu hồng, hàng phông zip đẹp luôn. Mã này các chị 55 cân quay đầu này. 50k một áo nhá. 50k một áo, comment màu kèm số điện thoại. 50k dành cho chị nào chia sẻ livestream 3 lần. Comment màu kèm số điện thoại cho em. Quần váy 200k đang sale xuống còn 140 nhá. Đính đá màu xanh. Rồi ok, chút xíu em cho chị xem là đính đá màu xanh nhá. Em like qua mã này để em thử đính đá màu xanh.
Rồi ok, chốt đã bi vàng cho chị Hường Nguyễn dồn đơn. Chị Hường Nguyễn có đơn đây rồi, ok tính theo nha. Em ơi áo vàng nãy mặc còn màu gì khác không? Áo đấy em hết rồi, chị nhận được hàng rồi, áo đấy mặc thích mà đúng không chị? Chị điều ước giản đơn cũng mua áo đấy rồi. Áo đấy đẹp mà đúng không? Áo đấy em hết hàng rồi. Đây em like qua cái mẫu da da xịn này. Da da xịn nhá, chất rất là đẹp luôn nhá. Toàn hàng hơn 100, hôm nay em sale 50k, có màu hồng với màu nâu nhá. Chị nào lấy nhanh tay comment màu kèm số điện thoại nhá. Áp dụng cho khách chia sẻ like 3 lần này. Nhanh tay comment màu kèm số điện thoại cho em, số lượng có hạn nhá. Nào, chị nào lấy nhanh tay comment nhé. Đây là theo này. Cho em xem chân váy xẻ. Rồi ok cô Yến ạ. Chân váy xẻ rồi ok Đỗ Hạnh. Đấy có cái chân váy xẻ mong của em dơ cho chị xem đấy. Dáng đẹp mà muốn mua thêm một cái nữa màu khác. Cái mã này em hết rồi chị ạ. Hôm nay tưởng hết rồi nhưng mà soạn hàng thì lại thấy còn sót một cái. Đấy, hàng đấy đẹp mà mặc lại còn chất, nó mặc dễ chịu nữa đúng không? Đây nha các tình yêu này, cái mã này cũng rất là đẹp này. Em có màu hồng với màu nâu đất này. Đấy, chỗ này là theo nhá, đây là theo này. Đang sale 50k, các chị 50 cân quay đầu mặc, à 55 cân quay đầu mặc đẹp này. Bao 55 cân quay đầu đẹp nhá. Chất phông zip co giãn dễ chịu này. 100% cốt tông mát đẹp luôn. Đây 50k nhá, ai lấy comment màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chân váy bò như em đang mặc còn nhá. Đây, váy bò này còn này, giả váy còn đủ size luôn, còn đủ size luôn này các chế này. Có ai chốt áo như em đang mặc không nào? Có ai chốt áo như em đang mặc thì comment nào. Quá đẹp luôn, áo như em đang mặc quá đẹp luôn. Mà chỉ có giá 50k, 50k một chiếc áo xinh này nhá, 50k một chiếc áo xinh hai màu. 50k một chiếc áo xinh hai màu này, màu nâu và màu hồng này. Có chị nào chốt thì nhanh tay comment nhá, nhanh tay comment. Các chị có muốn rồi. Các chị có muốn mua quần giả váy không nào? Chị chân váy bò em vừa cầm size M. Chân váy bò em vừa cầm size M rồi. Ok, đây size M luôn đây, quá đẹp luôn, chốt cho chị Hường nhá. Đây em chốt cho chị Hường cái mã này, em đảm bảo đẹp luôn, em thề. Khách nhà em mà ai mà nhận được cái hàng này mê tít luôn ấy. Mê tít luôn, chất mặc mềm co giãn đây, em cũng mặc đây sướng lắm. Đây em chốt cho chị Hường cái chân váy bò này đẹp này. Ship code 30k trên toàn quốc nha mọi người nhá. Nhà em ship code 30k trên toàn quốc. Nếu mà chị nào lấy cái mã này thì nhanh tay comment này. 50k nhá mọi người nhá, 50k hàng phông zip đẹp luôn. 50k phông zip đẹp hai màu hồng và nâu. Comment màu kèm số điện thoại cho em để em chốt nhá. Số lượng có hạn, mỗi màu em chỉ còn vài chiếc thôi. Em chuyển qua cái mã chân váy này cho mọi người xem này. Nhà em nhiều mã lắm. Mọi người mà bỏ lỡ like nhà em thì rất là tiếc. Hôm nào hoa thì hoa hồng xanh bảo gửi cho chị một chân váy. Mọi người quên chân đen thì sao không, chân xanh nhỉ. Áo phông zip đẹp nhá mọi người nhá. Áo phông zip đẹp luôn, chỉ với 50k thôi. Đây các chị có thể nhìn thấy này, cái chất phông của nó là chất phông cotton mát đẹp luôn. Đấy, quá rẻ luôn đúng không? Chất mát lạnh này mọi người này. Hàng da da đẹp luôn này, tim theo nhá. Mọi người không mua quá tiếc luôn. Thực sự các chị mà không mua quá tiếc luôn nhá. Cái nào bảo đẹp là em bảo đẹp luôn. Hàng chất xịt đẹp thì em bảo xịt đẹp luôn cho các chị yên tâm. Đây các chị này, 50k thôi, quá rẻ luôn. Rồi ok chốt cho Cường Phúc một áo nâu 50k này. Các chị có đơn rồi là cố gắng chọn giúp em từ 2 sản phẩm trở lên thì em mới gửi hàng nhá. Từ 2 sản phẩm trở lên thì em mới gửi hàng. Quá rẻ quá đẹp luôn đây nhá. Chân váy bò này các chị này. Chân váy bò nhá. Chân váy bò bên trong có quần. Bò hàn luôn, toàn bò đẹp thôi. Đây đằng sau mẹ tập từ bóng thôi. Bên trong có quần này các chị này. Đây cái mã này nhá. 200 sale còn 140. Đây bên trong có quần này. Đẹp luôn. Còn kiểu váy bò chị đang mặc còn kiểu khác không?
Anh em nhiều kiểu lắm, anh em like từng mẫu một nhá, nhiều kiểu lắm nhá. 200 sale còn 140, em một áo 50k, chị Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thị Thu Thủy lấy màu nào comment màu kèm số điện thoại cho em, chất phông zip bao đẹp luôn. Áp dụng cho các chị chia sẻ livestream 3 lần nhá. Đây nha các chị nha, bên trong có quần này. Chân váy này là quần giả váy, bên trong có quần. 200 đang sale xuống còn 140. 200 đang sale xuống còn 140. Đủ size SML nhá. Chân váy này đủ size SML bao đẹp luôn này, đính ngọc nhá. Đây đính ngọc luôn, bao đẹp luôn này các chị này. Đang xem 140 size S các chị tầm khoảng 46 47 cân quay đầu. Size M các chị tầm khoảng 50 51 cân quay đầu. Size L các chị tầm khoảng 53 54 cân quay đầu. Chị nào lấy size nào comment size kèm số điện thoại cho em này. Size kèm số điện thoại cho em nhá. Đây quá đẹp luôn đúng không? Ai lấy thì nhanh tay comment 140 áp dụng cho khách chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. 140 này. Có quần sóc bò giả váy không? À sóc bò giả váy em vừa like. Sóc bò giả váy em vừa like, đây cũng là giả váy luôn này. Sóc bò giả váy em cũng có nhá. Sóc bò giả váy vừa like. Chị nào lấy chân váy nên ăn mặc thì comment nhá. Comment size kèm số điện thoại cho em. 45kg mặc S. 45 cân mặc S cho Đỗ Hạnh nhá. Đây sóc bò giả váy đây, chị nào hỏi sóc bò giả váy có luôn. Mã gì thì em cũng có nha, em nhiều hàng hot lắm mọi người nhá. Vào Facebook, vào trang cá nhân ấn chế độ xem trước để khi em like có thông báo nhá các nhá. Toàn hàng hot mà giá siêu rẻ luôn thôi. Nào, chị nào lấy chân váy này thì nhanh tay comment nhá. Em còn một gì thôi, chị nào lấy nhanh tay là còn này. Nhanh tay còn size này. Chị nào lấy áo 50k thì cho em xin số điện thoại nhá, kèm màu nhá. Đây nào, có ai chốt mã này không nào? Mã này là 140 này. Đính ngọc đẹp này. Đấy, các chị nhìn thì biết nhá. Bò bét ghi cặp chun, mã nào nhà em cũng có, em sẽ like từng mẫu một cho các chị lựa chọn cho nó kỹ càng nhá. 52 cân người gọn thì chỉ mặc mờ thôi. Quần ống rộng. Chào chị Huyền Hùng. Quần ống rộng có nhà em, mã gì cũng có mà. Em màu chị đang mặc, chị Nguyễn Thu Thủy comment màu kèm số điện thoại, màu em đang mặc là hồng nhá. Comment hồng kèm số điện thoại. Áo này chỉ 50k này các chị này. Áo này chỉ 50k nhá. Các chị 55 cân quay đầu mặc ok đẹp nhá. 55 cân quay đầu ok đẹp này. Thêu này, chất phông quá đẹp luôn, mát lạnh luôn. Em đang sale 50k. Chị nào lấy chân váy bò em đang mặc comment size kèm số điện thoại cho em. Size kèm số điện thoại. Rồi ok Nguyễn Thu Thủy một hồng này. Đây chốt cho chị Nguyễn Thu Thủy một hồng. Chân váy bò em đang mặc là 140. Chị nào lấy comment size kèm số điện thoại SML nhá. Có đủ size SML nhá. Áo này thì không có trắng ạ. Nào chị nào lấy nhanh tay comment này, 140. Có quần jean dài màu đen không chị? Có. Quần jean dài màu đen, có mã gì thì em cũng có mà mọi người chia sẻ mạnh nhiệt tình lên cho em. Tí nữa em bán áo phông rẻ bèo luôn. Em bán áo phông toàn mẫu hot rẻ bèo luôn nhá mọi người nha, đừng vội thoát ra nhá. Mình một cái váy bò đang mặc size M. Rồi ok, Nguyễn Kim Anh Nguyễn một chân váy bò đang mặc size M, chốt cho Nguyễn Kim Anh Nguyễn một chân váy bò size M này. Quá đẹp luôn nha. 140 ai lấy nhanh tay comment. Có chân váy xòe mẫu gì nhà em cũng có nha mọi người nhá. Mọi người cứ theo dõi nick của em đi. Chân váy xòe có, u mì kẻ, bò nói chung là đủ mẫu. Đấy. 45 cân thì bằng S nhá. Mẫu này em có xanh, màu xanh sáng này, màu này đang cực hot cực trẻ luôn. Đấy. Mẫu này em có màu duy nhất như em đang mặc. Màu xanh sáng, màu này đang cực trẻ luôn. Chị nào lấy nhanh tay comment đi, số lượng có hạn thôi. Em có size S và size L, chị nào lấy nhanh tay comment nhé. 140 này. Nào ai lấy nhanh tay comment 140 này. Còn S với L nhé mọi người nha. S thì tầm khoảng 46 cân. Chị nào người gọn thì cả 47 cân vẫn mặc được nhá. L này thì tầm khoảng từ 49 đến khoảng 53-54 cân này. Nào ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Size S sợ không vừa đủ được không ạ? Nhà em 45 cân là chị mặc size S vừa thoải mái rồi, em bao luôn size S vừa nhá chị nhá, yên tâm là vừa. Đây, yên tâm là vừa, nó co giãn như thế này nó tùy theo nhá. Tùy theo cân nặng của mình, 50 cân thì chị mặc size L cho em nhá. Đây, co giãn tùy theo người mình, chất sướng luôn. Nhà em không phải là cái chất thô cứng cao cạo đâu, các chị nhìn chất này. Cái váy nó mềm như thế này cơ mà, đấy. Có phải cái loại mấy chục nghìn chất chán đời đâu, cái chất này hàng bò Hàn mà các chị. Hàng bò Hàn quá đẹp luôn, các chị nhanh tay nhá. Có size S với size L thôi. Quần jean kiểu có. Quần jean kiểu em có nhá chị Huyền ơi.
Đây này, hàng mềm xịn thoải mái luôn. Chị nào lấy thì comment size kèm số điện thoại cho em. Áo này có màu nâu với lại màu hồng nhá. Một chân váy bò 40 cân thì chị mặc size S nhá, chị Hoàng Trầm nhá. 40 cân mặc S cho em. Size bé nhất luôn rồi. Đây, nhà em toàn khách quen đâu, các chị yên tâm, nhà em lấy là chọn lựa kỹ lưỡng rồi. Em đi lấy từng sản phẩm nhá. Đấy, nên là em sẽ chọn những sản phẩm tốt nhất với giá cả hợp lý nhất dành cho các chị. Nên là mọi người yên tâm về chất lượng. Đây ạ, áo này em có hai màu là màu nâu với màu hồng nhá. Đang sale chỉ có 50k một áo thôi. Cho chị chân váy bỏ đang mặc 50 cân mặc L rồi, ok. Chốt cho chị Lan Trần size M này, các chị yên tâm nhá. Đấy, áo 50k này quá đẹp, không các chị mua ở đâu được cái mã đẹp như thế này, hàng ra như này mà 50k đúng không các mọi người? Quá xịn đẹp luôn. Em chị nào lấy thì comment nhá. Em chuyển qua cái mã áo này này. Chuyển qua cái mã áo này cũng còn một chiếc trắng này. Mã áo này còn một chiếc trắng nha, ai lấy đi comment. Đây chị Hoàng Chấm một áo hồng một chân váy S thôi. Cả size quá đẹp luôn chị Hoàng Chấm ạ, chị yên tâm nhá. Hoàng Chấm khách quen nhà mình. Đây chị Hoàng Chấm S. S đây. Rồi ok, like Becky rồi, tí nữa em like nhá. 52 cân mặc được. 52 cân mặc L thoải mái luôn chị ơi, thoải mái L nhá. Rồi em qua mẫu khác này mọi người này. Đẹp cực kỳ luôn, các chị yên tâm. Đây em chuyển qua cái mã quần bi này. Rồi ok, cảm ơn chị cho em hai áo. Chị Thúy đâu ơi, chị lấy áo nào ạ? Chị lấy áo nào comment cho em biết nào. Nếu mà lấy áo hồng với áo nâu này thì comment hồng nâu nhá. Còn áo trắng em đang mặc thì comment trắng nhá. Đang sale thì chỉ có 50k một áo thôi. 50k một áo, các chị 55 cân quay đầu bao đẹp luôn này. Đấy, 50k một áo nhá mọi người nhá. Quá đẹp luôn, nếu mà chị lấy thì comment hồng nâu kèm số điện thoại comment hồng nâu cho em nhé, chị Thúy Đỗ nhá. Chân váy bò S còn không mẹ? Dạ. Đây nha chị nha, chuyển qua cái mã này này. Chuyển qua cái mã này, bố này này, bố đang trắng. Đây màu trắng không mẹ. Chuyển qua cái mã quần váy này nhá các chị nhá. Bố đang bảo xin chào mấy anh này. Đây nha, chuyển qua cái mã này các tình yêu này. Đấy, cái mã nha, quần váy. Quần váy này nhá chị nhá. Mã quần váy này, quần váy bi siêu đẹp này các tình yêu này. Chất lụa nhá, chất lụa đẹp luôn. Chất mềm đẹp luôn này. Đấy, quần váy bi siêu đẹp nhá. 150k đang sale 120 nhá. 150k đang sale 120, quần bi có hai size M và size L. Chị chốt cho em chưa rồi nhá, Đỗ Hạnh nhá. Em có nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Thủy ạ. Nào các chị ơi, chuyển qua mã này nào. Mẹ đưa nó đi mẹ. Chuyển qua cái mã này, em có size M và size L này. Size M các chị 50 cân quay đầu và size L các chị 54 cân quay đầu nhá. 53, 54 cân quay đầu. Mẹ đưa nó đi đừng ấy nhá. Cho nó đỡ kê. Chị nào lấy quần bi thì comment quần bi nhá. Đang sale là 120k một quần bi. Chân váy jean em vừa mặc hết rồi, thì nên em chuyển qua một cái mã váy jean khác. Em có nhiều mã chân váy đẹp lắm. Nào có chị nào lấy quần bi này không nào? Chị nào lấy quần bi này thì comment này, quá đẹp luôn nhá. Áo như em đang mặc là 50k ấy mọi người nhá. Áo như em đang mặc là 50k. Đây quần váy này thì là 120 một quần, đủ size. Hàng Quảng Châu đẹp cực kỳ luôn. Hàng Quảng Châu bao đẹp luôn nhá.
Đây chuyển qua cái mã quần váy này nào. Chuyển qua cái mã quần váy siêu xinh này nào. Nhà em có nhiều mã lắm, mọi người đừng vội thoát ra nhá, toàn hàng hot thôi. Toàn hàng hot mà hôm nay em sale rẻ lắm này, rẻ bèo luôn. Em chuyển qua một mã váy, cả váy jean khác. Đây nào các chị nào, tiếp nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ nào. Mọi người tiếp tục chia sẻ cho em đi nào. Có những ai chưa chia sẻ vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi nha. Chuyển qua cái mã này nào các chị nào. Mã quần váy Gucci này. Mã quần này đang cực kỳ hot luôn nhá. Mã mới hot nhất shop em luôn ạ. Mã mới hot nhất luôn, cho xem áo phông rộng đi em. Đây nha các chị nha, chuyển qua cái mã quần sóc váy này nè. Quần sóc váy này nhá. Cho xem phông rộng rồi, ok, tí em like phông rộng cho mọi người xem này. Tí em like phông rộng nhá. Quần này có hai màu nhá, màu đậm như em đang mặc và màu nhạt này. Màu đậm và màu nhạt nhá mọi người nhá, đang sale chỉ có 140 thôi. Mấy cái quần chị đã inbox cho em nha rồi, ok chị ơi, tí nữa em check inbox nhá chị nhá. Nếu mà cái mã nào còn sai thì em chốt cho chị. Mã nào còn sai em chốt cho chị nha, tí nữa em sẽ check inbox của chị ạ. Đây mọi người này, quần váy như em đang mặc đang sale 140, có màu đậm và màu nhạt nha. Màu đậm là màu như em đang mặc đây. Đấy, màu đậm như em đang mặc đây nhá, và màu nhạt đây nhá mọi người nhá. Hai màu nhá, hơn 200k, hôm nay em chỉ sale chỉ có 140 thôi. Áo đá phông zip này, áo đá phông zip sale 65 nhá. Ai lấy thì comment trắng kèm số điện thoại cho em. Áo là sale 65, quần là 140, cả set 200 luôn nhá mọi người nhá. Cả set chỉ có 200k một set, rất là đẹp luôn các chị này. Một set rất là đẹp mà chỉ có 200k này. Chị nào lấy nhanh tay comment nào. Nhanh tay comment nhá, quần màu sáng và màu đậm nhá. Cả cái set đi ngang mặt này chỉ có 200k thôi, sốc không các chị? Quá sốc luôn đúng không? Siêu rẻ luôn. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, mọi người chia sẻ thật nhiều cho em để em bán giá sốc cho mọi người nhá. Chia sẻ thật nhiều cho em đi nào các chế nào. Dạ. Mọi người chia sẻ nhiều lên cho em nhá. Để em chuyển qua một số mã phông rộng nhá, mọi người muốn mua phông rộng đúng không? Mọi người muốn mua phông rộng để em chuyển qua một số cái mã phông này này, đẹp cực kỳ luôn này. Đây một số mã phông rộng này các chị này, đát đẹp luôn nhá. Đát bao xịn đẹp luôn này. Đấy, đát bao xịn đẹp luôn. Sale 50k nhá mọi người nhá. Sale mã đát này 50k này. Dạ. Màu trắng áo trắng này, không lấy áo màu vàng nữa rồi. Rồi ok, chốt cho chị Hoàng Trần áo màu trắng. Đây nha mọi người nhá, đây lên cái mã này nhá, phong đát xịt đẹp luôn này. Phong đát xịt đẹp như này, 50k một áo nhá, 50k nhá. Chị nào lấy đi comment vàng cho em mã này, kể cả các chị bao từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá. Hàng đát xịt đẹp luôn các chị ạ. 150 sale xuống còn 50k nhá, ai lấy nhanh tay comment này. Nhanh tay comment cho em này. Vàng kèm số điện thoại. Sale chỉ 50k thôi, giá sốc luôn không các chị? Chỉ 50k luôn. Đấy, ai lấy nhanh tay nhá. Sốc luôn, jean. Chân váy jean tới gối đi. Lấy áo trắng em vừa mặc xong đi. Áo trắng em vừa mặc xong hết rồi ạ. Còn mặc cả mã khác thôi, còn nhiều trắng
Áo trắng em còn mã khác thôi. Chân váy jean đến gối có nhá, chân váy jean đến gối đây. Nhiều mã lắm. Adidas hàng chất siêu đẹp mát đây các chị xem. Hàng quá đẹp chưa? Adidas xịn như này mà keo có 50k, chất cực kỳ là đẹp mát luôn nhá mọi người nhá. Bao nhiêu cân thì vừa. Áo này từ 40 đến 60 cân mặc ok luôn. Áo này từ 40 đến 60 cân mặc ok nhá mọi người nhá. Rất là đẹp và rẻ luôn, hàng siêu mát luôn. Adidas đây các bạn xem, mát của nó đây. Chuẩn tem mát luôn. Kim Ngân Nguyễn, cái này có mấy màu nhỉ? Adidas này như có một màu. Adidas này còn một màu thôi em ơi, Kim Ngân Nguyễn ơi. Từ 40 đến 60 cân nhá. Chất co giãn cực kỳ là đẹp mát luôn. Chất này đẹp lắm. Mình cũng mua tiếc thật, bây giờ đúng mua 1 tặng 1 đấy. Cuối vụ mình sale siêu rẻ luôn. Mã này từ 40 cân đến 60 cân vừa nhá chị nhá. Đây chị nào hỏi chân váy dài đến gối này. Chanel này. Chanel quá đẹp luôn này. Chất bò này, sướng không này các chị này. Đấy, chất bò quá sướng luôn nhá. Mặc co giãn dễ chịu cực kỳ, lên form chuẩn đẹp. Lên form chuẩn đẹp luôn. Mã này là bao nhiêu? 150 đúng không? Đấy, chân váy bò này là 150 nhá, lên form chuẩn đẹp luôn. Áo là 50k cả set, chỉ có 200k cả set đẹp luôn. Đưa con áo này. Cả set chỉ có 200k thôi. Áo là 50k nhá mọi người nhá. Chân váy nãy hết rồi nhá, Đỗ Hạnh nhá. Em một cái nhé rồi ok cho chị Kim Ngân Nguyễn một vàng này. Quá đẹp luôn, em số lượng có hạn thôi. Đây một vàng nhá. Hàng đáp chuẩn đẹp luôn. Nào chị nào lấy vàng comment nào. Trơn luôn, cái mã này nó chỉ theo một tí thôi, trơn luôn em có nhưng mà nhiều kiểu lắm. Nhiều kiểu lắm nhá các chị nhá. Em like đến mã nào thì các chị comment mã đấy cho em này. Quá đẹp luôn, ai lấy vàng lên vàng cho em 50k nhá. Áo phông đồng giá 50k. Chị cái chị chốt đơn cho em ý mã hết rồi nhá Đỗ Hạnh nhá. Áo này là 50k áp dụng cho các chị chia sẻ like này. Mua 1 tặng 1 luôn các chị nhá. Không khác gì mua 1 tặng 1 luôn. Các chị mua đầu mùa phải 120 đến 150. Hôm nay em sale 50k. 56 cân mặc vừa. Đấy, 56 cân mặc vừa. Từ 40 cân đến 60 cân luôn nhá mọi người nhá. Cho chị một áo đát nhé, chốt vào đơn của chị Trúc Tồ. Rồi ok chị Quyên Hà, một áo đát chốt vào đơn của chị Trúc Tồ này. Ok tình yêu này, đây mẹ ơi đơn chị Trúc Tồ đây. Đấy, rồi ok. Có một cái chân váy trơn thôi hả? Mấy chân váy trơn để ở đây á. Đây trơn đây nhá, bé Uyên nhá. Chị bé Uyên ơi đây trơn, mã trơn đây không xẻ này. Mã trơn không xẻ, còn mã như em đang mặc là xẻ nhá. Mã như em đang mặc là xẻ. Chất bò co giãn sướng cực kỳ luôn, em bao cho các chị sướng cực kỳ luôn này. Áo đáp 50k áp dụng cho các chị chia sẻ livestream nhá. Đây, chân váy bò đây. Chân váy bò là 150 đây, lên cả set là 200 này, đẹp quá luôn đấy. Đẹp quá trời đẹp luôn nhá. Chị nào lấy áo đáp thì nhanh tay comment, chỉ với giá là 50k một áo đáp thôi. Không có nhiều nhá. Quần chấm bi, quần chấm bi đen là 150 sale còn 120 chị Nguyễn Ngà ơi. Chị Nguyễn Huế ơi, chị lấy áo nào ạ? Nếu mà lấy áo như em đang mặc thì comment phông vàng cũng được nhá mọi người nhá. Comment phông vàng kèm số điện thoại này, em còn duy nhất một chiếc này. Còn duy nhất một chiếc ạ, chị nào lấy comment nhá, 50k áo như em đang mặc. Giá cực sốc luôn, dành cho các chị chia sẻ like nhá. Dành cho các chị chia sẻ like. Chị Đỗ Hạnh có cái chân váy jean size S, chị nói không vừa kìa. Chị để cho em đi. Chân váy jean size S rồi ok, bé Uyên cho số điện thoại. Chân váy jean size S thì mã đấy là Đính Ngọc nhá. Đính Ngọc nhá bé Uyên nhá. Đưa quần ra xem rồi ok. Cho em chân váy xẻ luôn đi. Chân váy xẻ nhà em nhiều mẫu lắm. Em like từng mẫu một cho mọi người xem nhá. Không biết các chị thích mẫu nào nhiều mẫu. Tại vì không biết các chị thích mẫu nào nhà em nhiều mẫu lắm. Em like đến mẫu nào thì các chị chốt giúp em nhá. Đây nhá, quần bi này các chị này. Quần bi này là 150 sale còn 120, hàng Quảng Châu đẹp này. Có size S, có size M với size L. Dành cho các chị tầm khoảng từ 45-46 cân đến khoảng 52-53 cân, 53-54 cân.
Đây, chị nào người gọn kể cả 55 cân vẫn mặc vừa L nhá. Quần bi này, đằng sau xếp ly quá đẹp luôn. Chị nào lấy quần bi comment size kèm số điện thoại cho em. 150 sale còn 120 nhá mọi người nhá, sale còn 120. Chân váy như em đang mặc có chị nào chốt không nào? Đây, chân váy như em đang mặc đây. Lên cả set quá đẹp, có 200k. Các chị cao dưới 1m6 thì mặc chân váy này là đến gối này. Đấy, em cao trên 1m6 thì mặc đến trên gối nhá mọi người nhá. Chị nào chốt thì nhanh tay comment à. Nhanh tay comment cho em nhá, để em đổi đổi mã áo nhá. Áo như chị đang mặc rồi, ok chốt cho Nguyễn Huế. Chị Nguyễn Huế một áo như em đang mặc này. Quá xinh luôn đúng không các chị? Quá xinh luôn, thực sự quá đẹp mà giá lại rẻ nữa. Nguyễn Thị Thu Thủy phông vàng, Nguyễn Thị Thu Thủy có đơn rồi đúng không? Chân váy đính ngọc nhiều đó chị, chân váy đính ngọc đấy là 140 nhá, bé Uyên nhá, 140 ạ. Đây nhá, phông trắng này các chị này. Đây phông trắng này. Em mặc quần short cho mọi người dễ nhìn nhá. Phông trắng này sale 50k này các chị này, phông VIP đẹp luôn. Các chị mua chỗ khác toàn là 100k quay đầu nhá. 100k. Không biết mấy cặp này còn không. Ai lấy trắng comment trắng có quần trong nhá. Có quần trong không chị, nó dài tới đâu. Đấy cái mã đấy như em vừa mặc của bé Nguyên, có gì xem lại like nhá. Đây nha, form rộng hay ôm. Đây xem cái này. Form này là form bình thường, không rộng à, cũng không ôm đâu nhá các chị nhá. Form này là form thường này, form trung ấy. Đấy, các chị tầm khoảng 56-57 cân quay đầu mặc vừa này. Chị nào lấy trắng comment trắng nha. Sale 50k chất form zip đẹp. Đây em đứng gần cho mọi người xem này. Chất mát lạnh luôn nhá, không phải cái chất xù xù nóng nóng mà thô thô đâu nhá mọi người nhá. Nhà em bán hôm nay là sale rẻ. Chị Nguyễn Huế ơi, Adidas còn cái chữ đen này, nếu mà chị lấy thì ok cho em này. Nào chị nào lấy áo trông như em đang mặc, áo phông như em đang mặc thì comment trắng kèm số điện thoại cho em nào. 50k áp dụng cho khách chia sẻ like 3 lần nhá, 50k áo phông trắng này. Chị nào lấy trắng comment trắng đi nào. Trắng kèm số điện thoại cho em, 50k trắng như em đang mặc nhá. Rẻ quá trời rẻ. Ôi rẻ quá luôn ấy. Ok. Rồi ok chốt cho bé Uyên cái chân váy ép viền ngọc của chị đơn chị độ ấy. Chị ấy sợ chật ấy. Cho em một cái phông trắng vào đơn. Rồi ok. Cho phông trắng vào đơn của chị Nguyễn Huế này. Đẹp luôn là đẹp. Vàng, vàng ở trên con ấy nhiều lắm đấy. Đây mặc cái quả cam này nó chất luôn. Cả bộ đi đang mặc cái mấy người đang mặc quần này. Quần này là 90. Quần 90 áo 50 cả bộ là 140 nhá. Siêu đẹp siêu rẻ luôn. Nice sale. Các bạn mua được vàng này. Quá đẹp quá xinh. Bộ em đang mặc áo thì là 50k hết nhá. Áo này sale 50k hết cho các chị. Đây em có một cái áo crop top này rất đẹp này. Crop top hàng Quảng Châu này các chị này. Crop top hàng Quảng Châu đẹp nhá. Có màu cam với màu xanh này. Hàng Quảng Châu đẹp luôn.
Đây mọi người nhìn chất đi, ơi mê ly luôn này. Mê ly luôn nhá, chất xịn đẹp luôn này các chị này. Mê ly luôn 55k nhá, có màu cam với màu xanh nhá. Màu cam với màu xanh nhá, 55k chị nào lấy thì comment này. Có cam với xanh 55k, mã này 55 cân quay đầu này. 55 56 cân quay đầu này, mê ly luôn đúng không? Đẹp quá này. Cam với xanh nhá. Chị nào lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em, cam với xanh này. 50k 4 cái. 50k 4 cái nào nhỉ? Chị Nguyễn Hằng, Nguyễn Hằng ơi, 50k 4 cái gì? 50k 1 cái á. Mã này là 55k nhá, xanh với cam này. Em mặc xanh cho mọi người xem, em ơi đẹp cực kỳ luôn. Mặc cái màu xanh này lên tôn da xinh lắm luôn này. Đây, quá xinh luôn đúng không? 55k nhá, có màu trắng, có màu cam với màu xanh, hàng Quảng Châu bao đẹp luôn. Quảng Châu đẹp này các chị này. Ai lấy comment màu kèm số điện thoại cho em nào. 55k thôi, chất xịn đẹp cực kỳ luôn ạ, chất mát lạnh luôn. Chất mát lạnh luôn này mọi người này. Đấy. Chất mát lạnh luôn em ơi, có khi để luôn cái áo này mặc này, nhìn đẹp quá này. Có chị nào lấy xanh không, cái mã crop top này nhá, các chị mua ở shop cứ phải 120 trở lên luôn, em đảm bảo luôn. Sơ mi có nhá, hôm nay em like áo á. Áo canh rêu treo tường bao nhiêu? À áo rêu này treo tường là 65k hàng đá. 65k hàng đá này. Các chị mua bình thường, các file khác thì nó còn bán 130. Bồn áo trắng em ơi. À chị lấy bồn áo trắng à. Để em xem cái mã đấy còn đủ bồn cái không ấy. Cái mã đấy hình như là không còn đâu chị ạ. Bốn mã nhé, em chỉ còn một vài cái thôi. Mã này hết rồi chị ơi. Để em xem rồi. Mã để em. Hôm nay áo phông nó lẻ size ấy. Hôm nay áo phông lẻ size, mỗi mã chỉ còn một vài cái thôi. Quần 90k nhá mọi người nhá, quần bò giấy 90k này. Áo xanh quần sóc bò rồi, ok chốt cho chị Nguyễn Phượng áo xanh quần sóc bò này. Chốt cho chị Nguyễn Phượng áo xanh với quần sóc bò này. Quần là 90 nhá, áo là 55. Đây mẹ này. Còn có lấy 4 cái vàng này giống nhau này. Áo xanh quần sóc bò. Vứt cho con cái cam. Ôi, quá. Mày vứt cho con cái cam thôi. Có thế này không đủ. Mày có đồ lót cái quần đúc nhỏ nhỏ không? Này mẹ ơi, cho cho ai mà? Có mã đủ 4 cái để em kiểm tra. Sơ mi chiều nay em like chủ yếu là phông nhá mọi người nhá. Chiều nay em like chủ yếu là phông, sơ mi thì đến cuối thì em sẽ like. Hoặc là tối em sẽ like sơ mi. Đây nha chị nha, chuyển cái mã áo này. Chuyển cam nhá, em còn một cam 55k này. Ai lấy comment cam cho em này. Áo 55 quần 60 nhá. Áo 55 quần 60 này mọi người này. 55 cân quay đầu nhá. Mã này 55 cân quay đầu đẹp luôn này. Chị nào lấy luôn cả set luôn này. Like sơ mi thì cuối like em sẽ like hoặc là tối nay em sẽ like nhá. Chủ yếu chiều nay em sẽ sale áo phông nhá mọi người nhá. Đây nha, áo 55k, quần 60k nhá. Cả set chỉ có 115k thôi. Chị nào lấy luôn cả set này quá đẹp luôn. Chị Nguyễn Phượng ơi, 55 cân vừa thoải mái luôn nhá. Thoải mái vừa đẹp luôn. Nào có chị nào lấy áo cam này không nào. Quần sóc như em đang mặc nhá, 60k bò giấy này. 60k bò giấy đẹp nhá. Nếu mà ai lấy sóc bò thì comment cho em. Để em kiểm tra xem còn cái mã nào mà còn 5 cái, à 4 cái không nhá. Chị nào lấy cam thì comment cam này. Đây ơi, mã này. À, mã này không hợp với mã. Đây chị lấy mã 2 cái, 1 cái. Đây này, mã trắng này này. Thì như là còn đủ 4 cái. Cho em xem hàng đính giá. Mẹ ơi vứt cho con này cọc bình đá sau lưng mẹ. Rêu đấy.
hàng đá xịn đẹp đây này. Đấy, tí nữa chị lấy 4 trắng đấy. À nào lấy 4 cái giống nhau, đợi một lát tí ly dơ nhá. Còn cái mã đá này xem nó chị rẻ đi, 70.000 hàng xịn luôn. Đây 70.000 đúng không? Cái này là 65. Đây nhá chị nhá, đây mã đá đẹp này. Mã đá phông zip đẹp luôn. Sale 65k nhá. Sale 65k các chị, nếu mà người gọn thì 60 cân quay đầu mà vẫn được không thì tầm khoảng 57-58 cân này. Chị nào lấy thì comment rêu nhá. Ôi đá lóng lánh luôn này. 65k nhá, em chỉ còn vài chiếc thôi. Em chỉ còn vài chiếc thôi ạ. Chị nào lấy comment rêu kèm số điện thoại cho em nhá. Hàng zip đẹp, hàng zippo đẹp nhá mọi người nhá. Chị nào lấy comment cho em nhá, rêu kèm số điện thoại cho em, chỉ còn vài chiếc thôi này. Cho em quần nhé. À, chị Nguyễn Huệ lấy quần nào nhở? Comment kèm số điện thoại đi chị Trần Thư ơi. Chị Nguyễn Huệ lấy quần như em đang mặc nhá. Quần như em đang mặc chỉ có 60k thôi. Không phải quần ép cơ mà. Có hết. Tại tao bảo để tao chọn. Đây quần như em đang mặc chỉ có 60k này. Quần nữ ở dưới trong. Quần như em đang mặc 60k nhá. Đây chốt cho bạn Nguyễn Huệ. Ai chị Trần Thư xem. À không phải bó đấy là bó tên. Chốt cho Trần Thư rêu này. Cho tớ một. Cho tớ áo eo rúm. Eo rúm ngực. Eo rúm gì? À eo rúm chị lấy màu nào ấy chị Thao Thao? Thao lấy màu vàng rồi, cho để ở chị rồi. Áo em mặc không có cam. Cam thì là màu kiểu khác. Cam thì nó kiểu khác. Đây ạ, cam đất thì là màu này nhá. À cam đất thì là hoa này nhá. Chị Lan Trần một veo này. Chị mua vẻ bằng một nửa lắm. Vẻ bằng một nửa thôi nhá các tình yêu nhá. Hàng siêu đẹp luôn, đá chất kíp. Đây, chị chiếc tổ và chị mặc vừa không, chắc là vừa nhỉ. Trần Thư cam đất luôn này. Cam đất quá đẹp, chỉ 65k thôi nhá mọi người nhá. Chốt nhanh này, 65k. Toàn hàng đẹp thôi. Cho chị Trần Thư cam đất luôn. Lan Trần một veo cho chị cái áo em đang mặc. Rồi ok. Chị Lan Trần. Này mẹ ơi, chị Lan Trần thêm một veo này. Có đây nhá. Mẹ ơi chị chiếc tổ vừa này không, chắc vừa nhỉ? Vừa chị chiếc tổ ơi, vừa em còn một cái này. Em còn một cái vừa cho chị chiếc tổ nhá, 65k thôi, đẹp cực kỳ luôn. Cái này chất giống y cái chất Thái hôm nọ chị mua luôn, đẹp. Cái nào bảo đẹp em bảo đẹp luôn mà giá thì rẻ nhá. Mọi người mua được cái áo này vừa đẹp vừa rẻ này, 65k thôi. Chị nào lấy comment còn duy nhất một tiêu này. Số của chị Trần Thư đây. 0128619185. Huyền Đăng Huyền ly màu rêu đi. Chị Huyền Đăng Huyền Khánh Huyền có đơn chưa nhỉ? Vâng. Chị Huyền Đăng Khánh Huyền nếu mà chưa có đơn thì cho em xin số điện thoại. Em một chị nào lấy một áo. Chị đấy mà. Chị nào lấy áo rêu em đang mặc nhá, 65k còn một cái này. 65k còn một cái nhá, chị nào lấy comment cam đất. À quần đùi thì chị không vừa. Quần đùi trong vừa. Rồi ok, cho chị Huyền Đặng Khánh Huyền một rêu. Huyền Đặng Khánh Huyền một rêu này. Quần đùi chị vừa 55 cân. Chị chức tù cơ mà. Chị Huyền Đặng Khánh Huyền một rêu hết rêu này. Còn đen, còn cam, còn hồng, còn nâu tây. Đây nhá, cam đây nhá mọi người nhá. Cam đây, quá đẹp luôn đây. Còn cam, còn hồng. Còn cam, còn hồng nhá. 65k nhá. Mã này 65k này. Còn cam, còn hồng, còn be này. Còn cam, còn hồng, còn be nhá. 65k nhá. Từ 40 cân đổ lên đến 56-57 cân mọi người nhá. Còn cam, còn hồng, còn be. Ai lấy đi comment cho em. Cam đất này, Khang Bảo. Khang Bảo có đơn chưa nhỉ? Rồi ok cô Yến.
chốt mấy lần trả được cái nào toàn hết thôi. Rồi ok, em sẽ chú ý nhé tình yêu nhá. Các chị thích mẫu nào thì nhanh tay như này, cam này. Còn cam, còn hồng, còn nâu tây này. À còn cam, còn hồng, còn be. Khang Bảo ơi, chị chưa có đơn cho em số điện thoại ạ. Chị nào chưa có đơn thì cho em xin số điện thoại nhá. Còn cam, còn hồng, còn be, 65k một áo này. Cho em một cái màu rêu chị đang mặc. Em đang mặc hết rêu rồi. Cái em đang mặc hết rêu rồi, còn cam, còn hồng, còn be. Hết rêu rồi các chị ơi. Áo cháu đang mặc nhé, mai cô lên lời nhớ. Em chỉ còn cam, hồng với be nhá, hết rêu rồi nhá. Đen. Ai nhìn ra? Vâng, lúc đấy đó. Đen ạ các. Đây. Chị nào lấy đi comment này. Hồng này các chị này. Hồng lên xinh cực kỳ luôn. Đá đẹp lắm. B này. B này đẹp. 65k nhá. 65k một áo này. Chị nào lấy nhanh tay comment này. Nhanh tay comment cho em nhá. Em chỉ còn một vài chiếc thôi. Nào có chị nào lấy cam không nào? Chị nào lấy cam này comment cam đất cho em nhá. Thử hồng cho mọi người xem này. Chào chị Hiền Lê nhá. Chốt cam nữa rồi đấy. Rồi ok. Thêm một cam này đúng không chị Huyền? Thêm một cam này nhá. Thêm một cam này cho chị này. Em vẫn còn cam, còn hồng, còn be nhá. Em vẫn còn cam, còn hồng, còn be này. Cam còn một chiếc này. Cam còn một chiếc nhá mọi người nhá. Cam còn một chiếc hồng. Hồng với be còn này. Cam, hồng, be nhá. Ba màu nhá. Chỉ 65k một áo thôi này mọi người này. 65k một áo, các chị từ 40 cân, 40 cân đến 56, 57 cân vừa nhá. Chất phông zip co giãn này thoải mái luôn, toàn bộ đá nhá. Các chị mua ngoài chỗ khác em đảm bảo không bao giờ mua dưới 120 cái áo này luôn. Không bao giờ các chị mua dưới 120. Hôm nay em sale nhá. Vào cùng đơn. Rồi ok, chốt cho chị Nguyễn Huế một cái cam vào cùng đơn này. Đẹp quá luôn này. Rồi chốt cho chị Nguyễn Huế thêm một cam. Có đen ạ. Có đen chị Hương Nguyễn này. Đây nha. Đen là hình này. Đen là hình này này. Cũng chỉ 65k này các chị này. Đen là hình này nhá. Chất zip đẹp luôn. Chị nào lấy đen comment đen nhá. Đen hình này ạ. 65k nhé mọi người nhá. 65k thôi, siêu rẻ luôn. Ai lấy hồng comment hồng nè. Ai lấy hồng comment hồng cho em nhá. Ai lấy be comment be cho em này. Quần như em đang mặc có bán nhé mọi người nhá. Quần như em đang mặc là 60k một quần, 55 cân quay đầu bò giấy này. Bò giấy mềm cực kỳ luôn nhá. 55k, 55 cân quay đầu nhá. Bò là 60k, quần sóc bò như em đang mặc. Áo như em đang mặc là 65 này. Ai lấy comment nhá. Đen giống em mặc thì không có á. Mã giống em mặc không có đen. Có cái mã này có đen này. Mã này có đen, có chị nào chốt cái mã này đen không? Mã này đen quá đẹp luôn nhá. 65k dành cho ai chia sẻ like. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Cái hình này có trắng nhưng mà em hết rồi chị Hà. Hết trắng rồi, để mai em kiểm tra xem. Vừa nãy có trắng mà khách chốt hết rồi. Đây đen nào. Đen đá đẹp nào. Đen đá đẹp nào các tình yêu nào.
Nhà em ship code 30k trên toàn quốc nhá. 10 sản phẩm cũng chỉ 30k nhá mọi người nhá. 10 sản phẩm cũng chỉ 30k thôi mọi người, nhanh tay nào. Nhanh tay nhá, ai chốt đen như em đang mặc nhá. Đen 65k nè, có ai chốt đen 65k comment cho em để qua mẫu nè. Qua một số mã khác nhé mọi người nhá. Đây, chuyển qua cái mã phông đá hàng Quảng Châu xịn này. Các chị có muốn em bán cái mã phông đá hàng Quảng Châu xịn này không? Đấy, chị nào chọn 4 cái thì chọn cái đấy. Mã này chị nào vừa nãy chọn 4 cái thì có nhá. Rồi ok, để em kiểm tra xem có thì em inbox lại cho chị nhá, chị Hà nhá. Cái mã này vừa nãy chị nào đặt 4 cái em có đủ này. Mã phông VIP này. Đấy, mã túi VIP nhá, hàng Quảng Châu đẹp luôn này. Đỉnh đá đẹp luôn. Hôm nay em sẽ sale cái mã này nhá. Em sẽ sale cái mã này bao nhiêu nhỉ? 65 à? 70, toàn hàng trăm mấy hàng đấy là phông hạ à, phông phông đấy. Ok. Này 4 cái nhiêu tí thế này? 4 cái à? 4 cái là đây, hàng đẹp cực kỳ luôn này. Đỉnh đá đẹp nhá, sale 70k nhá mọi người nhá. Đính cả ở vai nhá. Đính cả ở vai nhá. Nhá mọi người nhìn là biết rồi, hàng cao cấp này. Mọi người nhìn là biết hàng cao cấp nhá. Đính cả ở vai luôn này. Đây gọi là phun gì? Đính cả ở biết là phun gì? Phun thổ đấy. Phun thổ. Có size ML á. Hàng này còn có size cơ. Phong thổ hàng đẹp. Có size ML nhá mọi người nhá. Đây phong này là phong thổ nhá, phong đá xịn luôn các chị ơi, bình thường mã này toàn trăm mấy thôi, xịn lắm. Đây nhá, phong đá hàng xịn nhá. Hàng hơn 200, bây giờ sale cho các chị 70.000. Sale cho các chị 70k này. Đây, các chị xem mác này. Milan đây. Được chưa? Nào các chị nào. Rồi. Cho em 4 áo 50k, 4 kiểu 4 màu nhé. 4 áo 50k, 4 kiểu 4 màu. 4 kiểu 4 màu thì ok đây, luôn. 50k là những cái mã như này nhé mọi người nhá. Quá là xịn luôn, phông này toàn phông xịn này. 50k em có những cái mã này đây. Màu vàng này, màu hồng, màu đỏ này. Em chọn cho chị nhá, 4 kiểu 4 màu nha, chị luôn ly nhá. 4 kiểu 4 màu luôn, toàn kiểu đẹp thôi mà chỉ 50k thôi. Chưa bao giờ có 50k nhá. Nào cái mã 70k này có chị nào lấy thì comment trắng kèm số điện thoại nhá. 55 cân nha, vừa nhá chị Hà lên đá nhá. 60 cân đổ lại luôn. Đây em có size ML này. Hàng đá xịn eo ơi, theo nhá. Con gấu này nó theo hẳn vào như thế này này các chị này. Mà hàng hơn 200 luôn Milan. Các chị nhìn tem mát của nó này. Hàng xịn sale 70k. Các chị nhanh tay vợt đi, vợt xa le này. Vợt sale này. Các chị nhanh tay vợt sale nhá, đẹp luôn. Chị Hà đánh đá 55 cân vừa cho em số điện thoại. Em ở Tuyên Quang đang sale rẻ nhá mọi người nhá. Hàng này là hàng hàng siêu xịn, hàng cao cấp luôn. Rồi Hà đánh đá. Em chốt cho chị size L nhá. Bạn mua cứ mấy cái đi, hàng xịn đây, nhìn cái túi của nó, hàng túi zip mà. Đây. Rồi ok, phong 40 cân, chốt cho Luli 4 cái. 4 cái 4 màu nhá. Màu trắng, màu vàng, màu hồng, màu đỏ nhá. Trắng, vàng, hồng, đỏ nhá. Chốt cho chị 4 màu. Đây Hà đánh đá một chiếc này. Nào chị nào chốt trắng nghe đang mặc thì comment này. Size M và size L nhá. Đây, đá đẹp luôn, bao đẹp, xịn luôn. Hàng túi như thế này các chị này. Hàng toàn bộ là hàng cao cấp. Em đang sale nhá, hàng này là hàng hơn 200. Cho màu, cái màu hồng này này. Nhỏ này. Nhỏ, 40 cân đi. Rồi, ok. Đây, cái màu đỏ này đẹp này. Rộng. Cứ trộn cho chị, cứ chọn cho chị 4 cái 4 màu là được. Nào, xem hàng trước. Nhà em không xem hàng trước, nhà em không đồng kiểm nhá mọi người nhá. Nhà em không đồng kiểm. Chị nào chốt mã nhiên đang mặc comment là 70k nhá. 70k một áo này, xịn đẹp cực kỳ luôn. Chị một hồng, một đỏ, một vàng, một trong đất luôn. Rồi em ok luôn đây nhá. Áo nhỏ thôi, rồi. Toàn lấy mẫu nhỏ thôi. Toàn lấy mẫu nhỏ thôi. Quá xịn luôn. Toàn lấy mẫu nhỏ cho chị thôi. 4 cái thì bằng 2 cái ngoài thị trường đó. Cái này các chị mua ở ngoài shop cứ trăm một cái là chuyện thường. Đấy.
trăm đến trăm rưỡi, chuyện bình thường, trăm rưỡi hay trăm chuyện bình thường. Nào ai lấy áo như em đang mặc thì comment trắng kèm số điện thoại nào. Trắng kèm số điện thoại cho em, quá đẹp luôn, mặc một cái mua quá tiếc luôn nhá. Mấy áo trên kia to quá. À em không chọn mấy cái áo trên cho chị đâu, em chọn những cái mã form nhỏ cho chị thôi. Yên tâm, mình chọn cho form vừa đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đây này, ví dụ như cái form như thế này này chị này. Đấy. Những cái form như thế này này. Form nhỏ nhá. Em không chọn form to cho chị đâu, yên tâm. Ship cho tớ size M nhé, nặng 48 cân. Ờ chị Huyền Đặng ơi, nếu mà lấy áo này thì comment trắng M cho em nhá. Chị Huyền Đặng nếu mà lấy thì comment trắng M cho em. Chỉ có cái mã này thì mới có size thôi, còn những cái mã kia là hàng free size. Váy suông có, tí em like váy suông cho mọi người xem. Nếu mà lấy thì comment trắng M cho em. 70k này mọi người này, có rẻ không? 70k hàng xịn luôn, hàng cao cấp luôn. Hàng cao cấp này nhá mọi người nhá. Nhanh tay đi nè, nhanh tay nhá. Em chỉ còn vài chiếc sale note. Nếu mà chị Huyền Đặng lấy thì comment trắng thổ, M. Phong thổ kỳ, phong này phong xịn cực luôn, cực xịn luôn. Các bạn mua ngoài hơn 200 một cái áo như thế này. Không bao giờ có dưới 200. Đây là mình nó kèm lô. Đấy, chị nào lấy comment nhanh. Trắng M, trắng L có hai size. Các chị dưới 50 cân thì chỉ mặc M thôi, còn trên 50 cân thì mặc L. Không có XL đâu ạ, cái này chỉ có M, L thôi cô ạ. Chắc người quen. Đây nhá, nếu mà ai lấy thì comment nhá, comment cho em. Chỉ có M với L thôi. Nhìn cái túi của nó biết hàng không túi ship này, xịn, siêu xịn. Chào chị Nước Mi. Size L 60 cân đổi lại mặc được. Size L 60 cân thoải mái rồi. Tại vì form này nó cũng không phải là form rộng ấy, form này là form vừa ấy các chị. Chuyển mẫu nhá mọi người nhá, em chuyển mẫu này. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Các tình yêu ơi, chia sẻ thật nhiệt tình lên cho em nhá. Chuyển qua bán áo 50k cho mọi người này. Đây là sale hả thư ơi, chất xịn lắm, hàng hơn 200 con sale đấy. Đây có hình này nữa. Có size M đấy, Thương mặc được đấy. Thương cho mặc M thôi. Có hình này nữa này. Có hai hình à? Đây. À có một hình hôm ngoài nữa. Lấy toàn áo vừa thôi, không lấy áo rộng quá. Để xem gì đẹp chốt tiếp, cô ok. Nếu mà chị lấy áo trắng thì comment trắng M nhá. Em chưa chốt áo trắng hay cho chị đâu. Toàn hàng đẹp thôi, mọi người yên tâm, không phải thất vọng về hàng em đâu. Đây, toàn khách quen nhà em đây này. Đây chị Hư Thương ơi, có cái hình chữ này nữa này. Mọi người có thể mua thử hàng em một lần để cảm nhận nhá mọi người nhá. Toàn hàng đẹp mà rẻ, giá rẻ thôi mọi người yên tâm. Chị My ơi, có vào mua gì không này. Nhiều mã rẻ đẹp lắm. Chị gửi đơn chưa để em làm đơn gửi nào. Đây chị My mua những cái mã đá này không, bây giờ rẻ lắm. Mi chắc là mua quá nhiều rồi. Chị Lân, lâu lắm rồi không thấy chị Chi Lân nhỉ? À, hôm con thấy chị Hoa Xuân Rồng nhá. Hoa Xuân Rồng này. Em kêu bảo lâu lắm rồi không gặp Hoa Xuân Rồng, nhớ quá. Chuyển mẫu nha mọi người nha. Em cảm ơn chị Lê Thu nhá. Toàn hàng đẹp mà hôm nay em sale sốc lắm. Hôm nay em toàn sale sốc thôi. Ôi, Lê Thu lên mà hốt. Toàn áo đẹp. Cô Thu tóc phải không? Chị Thương gọi cho chị xem cái hình dưới, không biết xem cái hình nào. Lấy chị nào bảo lấy 4 cái trắng. Chắc là chị để thoát ra rồi. Đây, chị Thương ơi, có hình. Đây, cái con gấu này nó theo hẳn vào luôn. Này, trẻ đây có cái hình này trẻ này. Ôi chị này, chị nào thích trẻ mặc cái hình này này, baby. Đấy, hàng 70, hàng này xinh thật. Quá xinh, mắc lại luôn mọi người ạ. À. Đấy. Còn một hình này có một đây cái độc cái con gấu này nó đính đá. Thương làm luôn một đôi mà mặc đẹp lắm. Đá sáng lấp lánh luôn. Rồi ok. Quần đùi em có mà, quần đùi jean. Quần đùi jean nhiều lắm. Tí nữa em like hoặc là em sẽ up ảnh cho mọi người xem nhá. Đây có cái hình này, hình xinh này.
hình Mickey này, hình Mickey xinh này. Đây, chuyển qua cái áo em đang mặc nha. Áo em đang mặc 50k này mọi người này. Siêu sốc. Sale 50k dành cho những ai chia sẻ livestream 3 lần trở lên nhá. Áo em đang mặc là 50k, chị nào lấy comment vàng kèm số điện thoại cho em. Vàng kèm số điện thoại 50k này mọi người này. Ai lấy comment vàng nhá, mã này các chị tầm khoảng 57 cân quay đầu mọc vừa. Hương mua luôn một đôi này này, hàng chị này. Ôi chất chỉ biết mã. 57 cân quay đầu mọc vừa áo vàng này nhá. Đấy chị đâu. Lấy Mickey. À, cho Mickey cho chị Thương. Thương cho luôn một đôi đi thật sự luôn. Chất nó mát bây giờ cái hàng bộ ấy, chất xịn hơn ấy, thích lắm luôn ấy. Hàng xịn là túi zip mà. Hàng xịn không xịn. Mickey ở chị Thương luôn. Để đây. Hạ Thương lấy luôn một đôi là mặc thật không đẹp, không bao giờ dám bảo. Để riêng cho mình. Áo trắng con chuột bao nhiêu? Rồi ok, lãng quên quá khứ vàng này. Chị đang quên quá khứ vàng. Chị đang quên quá khứ hình như hôm nào cũng đặt một đơn rồi đúng không? Không biết nhận được chưa? Là chị này đây à? Không biết đã nhận được chưa? Hỏi chị thế. Hôm nay em gửi hàng cho chị nhận được chưa chị tình yêu ơi? 420 đúng không, là chị này đúng không? Đây nha chị nha, còn một cam này. Cam form rộng nhá. Cam form rộng 50k, ai lấy thì comment là cam cho em nhá. Hôm nay em sale sốc quá luôn. Còn bán rẻ nhất các Facebook khác là 9.000 cái không xịn này. Đấy. Chị chia sẻ vào năm hội nhóm rồi. Em cảm ơn chị Thu. Em xin chào chị Hương Lê. Nào cam nào. Mickey có mỗi một cái thôi, em hết rồi. Cam 50k nhá, ai lấy comment cam cho em nào. 50k form rộng này, cái form này kể cả các chị hơn trên 60 cân, 60 cân đều vừa nhá. Cái vuông vàng em gì đâu, con mặc bình thường mà. Sóc bò size 270 cho mình xem để gửi luôn. À có chứ, ở đây để em cho chị xem cái. Vừa mới về luôn, sóc bò này vừa mới về. Chưa bán. Hơn là phong đại. Cái mã này bình thường mà 27 chắc chỉ mặc 26 thôi. Chưa nhận được à chị Hương, chắc phải 1 2 hôm nữa chắc nhận được. Váy đây này, em có cái mã váy đây này chị này. Ở giữa này vừa nãy em like đầu rồi. Đây sóc bò 27 này chị lãng quên quá khứ này. Mã này đẹp cực kỳ luôn. Mã này em vừa mới về em chưa bán nhá. Vừa mới về luôn. Đây, hàng bò giấy. Toàn bộ là bò đẹp, hàng xuất đẹp thôi. Toàn bộ hàng đẹp này. Quần này trăm mấy này? Quần này 130. Váy đấy em mặc đầu like rồi. Nếu mà có gì thì chị xem lại like giúp em nhá chị Hường nhá. Tại vì là váy đấy em vừa mặc đầu like cho mọi người xem rồi ấy. Thì nó xem lại giúp em. Váy đấy rất là đẹp chưa? Màu trắng mờ đẹp lắm Thương nhá. Không đẹp không lấy tiền của Thương luôn. Hàng này cực xịn luôn. Đây nha chị Thanh Anh Hường đây nhá. Đây em giơ lại cho chị xem. Nếu mà muốn xem lên giá thì em vừa mặc ở đầu like rồi đấy. Có gì thì em up ảnh cho mọi người xem. Nhiều mẫu em chưa up ảnh lắm. Em chốt cho chị Thương một gầu với lại một Mickey. Quần này là hàng xuất 130 chị ơi. Quần này là hàng xuất 130 này. Đẹp cực kỳ luôn nhá. Quần quá đẹp luôn, còn mấy mã nữa không? Chun thì còn nhiều. Thì rất là nhiều mã bò. Cái mã này mặc lên thì nhìn chất chơi á. Rất là xinh luôn. Chất co giãn, hàng xuất của nó cực đẹp luôn đây nhá mọi người nha. 130.000. Các bạn mua ở ngoài thị trường khoảng hơn 200 một quần như thế nào. Chị Lan Hương. Lan Hương họ gửi cho chị nhận được rồi.
cái túi của nó đây này các chị này. Bó xuất mà, em bỏ cái túi này. Đây còn hàng này rẻ hơn này, hàng này chỉ có 110k này. Hàng này chỉ có 110k này, cái này cũng bò cũng là co giãn mềm nhá. Cũng hàng đẹp lắm. Nhiều mã, bò 110. Đấy, bò này bò 110 này. Còn bò như anh đang mặc thì chỉ có 60 thôi. Ờ, như Ly đang mặc là 60k. Bò giấy. Đây nhá, bò này 110 nhá. Còn cái hàng xuất này là 130 nhá. Chị nào lấy thì comment nhá. Toàn hàng đẹp thôi. Nhà em toàn bán hàng đẹp thôi, mọi người yên tâm. Các chị có đơn thì cái hàng xuất em sale 120 cho mọi người. Cái hàng đấy vừa mới về luôn, chưa bán tí nào. Các chị mua kèm đơn này em bán giá ưu đãi cho mọi người ấy. Chị mua kèm đơn em bán ưu đãi cho mọi người nhá. Mở hàng luôn cái mã đấy nhá. Ai lấy cam nha, em đang mặc thì comment cam nhá. Cam là 50k nhá mọi người nhá. Cam 50k. Shop bò đá em cũng có này. Của nhà em á, mã gì cũng có luôn ấy. Bò đá, bò rách, bò cắt. Bò đá, bò rách, bò cào, bò xé. Đây cái mã bò đá. Bò hoa. Bò trắng. Chẳng thiếu một cái gì hết. Đấy, chẳng thiếu một cái gì, mã gì các chị hỏi cũng có luôn. Gì cái gì cũng có, chật nhà luôn, chật kho luôn. Đây, bò trắng đây các chị nào thích thời trang. Vậy đấy là 190 chị Thanh Anh Hường ơi. 201 nha, chị lấy đi lấy 190. Xịn lắm, vậy đấy là hàng thiết kế Thanh Anh Hường ạ. Hàng thiết kế có màu, đây có hai màu treo. Đấy là hàng thiết kế chất siêu đẹp. Hàng thiết xịn luôn. Đây, sóc trắng này ai lấy em. Sóc trắng này 90k thôi, chất đẹp lắm. Co giãn. Đây, còn sóc trắng chị nào lấy nốt đi, còn size 26 và size 28. Rất là đẹp luôn. Tí nữa chị xem lại lại like giúp em với. Bởi vì em vừa mặc thử rồi, em vừa cởi ra xong. Có quần jean dài. Mẹ ơi, dài, cái này vào đi. Đây nha các chị nha, vàng 50k này. Toàn mã mới hả? Toàn hàng mới về. Vân Vũ hỏi có bao giờ Becky không có. Vân Vũ ơi có nhiều lắm, em xuống mà thử đi. Nhiều mã. Đây nha, vàng này 50k này, các chị 60 cân quay đầu nhá. Từ 40 cân đến 60 cân nhá. Mình mua lần nào chưa, nào chưa tớ sợ không nên. Các chị cứ yên tâm, nếu mà các chị mà không yên tâm về hàng nhà em ý, mọi người có thể mua một lần để cảm nhận nhé mọi người nhá, yên tâm luôn. Quần lưng thun rút dây 61kg bạn vừa. Lưng thun 61kg chắc là có đấy nhỉ. Lưng thun có 61kg có. Jean Việt. Hàng Jean Việt đấy ạ. Nào mọi người vào đi nào, mọi người tắt ra hết rồi các chị vào đi này. Jean dài đính đá. Jean dài em có nhưng mà không có đính đá. Jean dài không có đính đá, em chỉ có sóc đính đá thôi. Đơn rồi. Cho em chân váy xày hôm qua đi. Rồi ok, Đỗ Hạnh inbox cho em nhá. Inbox cho em địa chỉ để em gửi hàng. Đây nha, lưng thun nhá. Lưng thun 61 cân, mình có hàng Jean Việt nhá. Đây, chuẩn hàng công ty luôn nhá. Đây, đây bạn lấy thì comment cho mình nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, chị Ngân Trần hỏi cái gì? Ngân Trần. Chị hỏi gì ạ? Đây nhá, bạn nào lấy quần 60 mấy cân nhà mình cũng có luôn hàng công ty. Đây, Jean Việt. Hàng bò giấy chị nhá. Bò giấy. Chị 61 cân. Đâu nha, chân với xe hôm qua. Chân với xe hôm qua. Mẹ ơi, cho chị Đỗ Hạnh em đấy.
Chị Đỗ Hạnh ơi, đây đây chân váy xòe hôm qua đây. Chân váy xòe đây nha. U mì nhá, bên trong có chất quần. Chất u mì xịn, hàng loại 1 luôn. Áo thì em chỉ có vàng thôi, nhiều màu lắm nhưng mà hình nó khác nhau ấy chị. Quần đùi, và quần dài. Quần đùi có. Đây nhá, nếu mà chị lấy thì comment cho em. Quần đùi cũng có nha. Chắc ở lại. Chị Đỗ Hạnh ơi, chân váy đây là 140. U mì đã 140 chị ơi, hàng đẹp lắm. Hàng mắc lụa đẹp này mọi người này. Áo sơ mi tối nhá mọi người nhá. Có size SM nhá, Đỗ Hạnh nhá, có size SM. Sơ mi tối nhá, hẹn mọi người tối like sơ mi chân váy kiểu nhá, đồ kiểu nhá. Bò giấy bếp ghi này chị này. Nó có nhiều lắm, còn nhiều mã, có giấy. Bò giấy bếp ghi nhá, em phải có hàng chục mã luôn. Nếu mà chị ở gần ý thì chị xuống thử đi, tại vì là nhà em vừa về nhiều cái bò phớt đẹp lắm. Màu cam lúc nãy 55 cân vừa chị Ngân Trần ơi, chỉ 50k thôi. Các chị làm luôn một đôi. Các chị làm luôn vài cái mà mặc ít nhất từ 4 cái đi. Cái đấy chính là cái hôm qua em dơ mà chị Đỗ Hạnh. Nhà em có nhiều mã chân váy lắm. Nhiều loại, nhiều giá lắm luôn cũ ạ, có hàng hơn 100, hàng 200. Váy lụa, váy phương có like không? Đây em like cái mã váy phương cho mọi người xem. Đây thằng này gì này, có cả một cái váy trắng, váy trắng ở kia chị nhỉ. Áo cam là 50k. Form ôm em có mà nhé, em phải có đến hàng trăm mẫu ở form luôn. Nếu mà chiều nay mọi người chưa chọn được mẫu thì tối nay nhé mọi người nhá. Hẹn các chị cả chiều nay thì các chị nếu mà chưa đủ đơn thì tối nay mọi người vào chọn đơn thôi em. Nhiều mẫu lắm, nhiều mẫu cực kỳ luôn. Tối nay em vẫn sale rẻ nhé mọi người nhá. Đây váy suông này các chị này. Váy suông còn vài chiếc nhá, sale là 70k này mọi người này. Mã này các chị 55, 56 cân quay đầu mặc vừa. Có một cái váy trắng cốt tông này, đẹp cực luôn. Đây còn một cái váy trắng. Còn một cái váy trắng cốt tông cho một cái móc. Rồi, đẹp. Đây. Hàng Quảng Châu đẹp luôn nhá. Cái trắng này cũng sale 70k hết cho mọi người này. Kẻ cũng 70 mà trắng cũng 70 nhá. Chất siêu mát luôn nhá, hàng Quảng Châu. Chất cốt tông mát lạnh luôn ạ. Mọi người nhớ ấn theo dõi Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước nhá. Hoặc là mọi người ấn kết bạn nhá. Rồi chị lấy áo cam. À, cho em số điện thoại chị Ngân Trần ơi. Các chị nhớ ấn theo dõi hoặc là ấn kết bạn Facebook Lương Thị Quyên ở chế độ xem trước để cập nhật hàng mới nhá. Mẫu mới nhất nhá, ngày nào em cũng sale siêu rẻ luôn, toàn hàng hot mà rẻ luôn. Mọi người nhớ là ấn chia sẻ like cho em. Váy 70k chị Bảo Khuyên ơi. Kẻ cũng 70k và trắng cũng 70k, sale rẻ hết cho mọi người. Em ơi toàn đẹp mà rẻ lắm. Toàn đẹp mà rẻ lắm nhá mọi người nhá. Rồi chốt cho chị Ngân Trần cái cam này. Đây, các chị mua luôn một đôi mặc quá sướng luôn. Mua luôn đôi đi cho mỏ đơn. Có hai cái mới có 100 rồi. Một cái đã 120 rồi. Cái vàng đó. Cái vàng cũng đẹp này chị Ngân Trần này. Đây chị làm luôn một đôi vàng cam này đi. Bao đẹp luôn, bao chất xịn cho mọi người luôn nhá. Để đó chị qua lấy nhé. Các chị có đơn hẹn qua lấy thì ngày mai qua lấy giúp em nhá. Tại vì nhà em không giữ đơn nhá mọi người nhá. Đây có cả vàng này. Các chị có đơn ở gần thì mai qua lấy giúp em nhá. Mai không qua lấy thì em xả. Tại vì nếu ai không qua lấy thì em sẽ xả đấy ạ.
Có nhiều người em giữ đơn xong là đến cả tuần cũng không thấy qua lấy. Đây nha, ai lấy trắng comment trắng nha, em phát ra đấy mọi người nha. Có cân vừa nha. Váy em đang mặc bao nhiêu, 60 cân mà không váy này cơ mà. Chắc là vừa em thì mặc rộng. Rồi cái vàng nữa Ly ơi, rồi ok chốt cho chị Ngân Trần hai cái đẹp cực kỳ luôn. Chất đẹp mát cả hai cái mới có 100k bằng các chị mua một cái. Thật sự luôn nhé. Vừa nha chị Quyên Hà có vừa này. Em thì thấy rộng chắc là vừa. Tại vì cái chất cotton này nó giãn mà. Nó giãn thoải mái luôn. Chất phút cotton mát lạnh luôn đấy ạ. Mạng lát em thoát ra vào lại nhé mọi người nhá. Mọi người vào lại giúp em nhé.